Và đây chính là một mẫu xe của Honda E-Plus mà mọi người hay gọi là AB đó. Thì thiết kế của nó rất là mạnh mẽ, lịch lãm và đầy cá tính luôn. Như cái mẫu xe trước mặt của mọi người đây á, nó có hai màu phối hợp, nhìn nó rất là chất ha anh em ha. Bây giờ mình sẽ vào review chi tiết, sẽ review cái dàn đầu tiên cho anh em. Như anh em đã thấy đây, ở đây cái đầu đèn của con AB160 á, cái đường nét của nó rất, nó cắt khoét nhiều chỗ thì nó tạo ra một cái hiệu ứng nhìn nó rất là khí động học và mạnh mẽ, được lấy cảm hứng từ các mẫu xe mô tô phân khối lớn đó. Hệ thống đèn led này thì nó rất là sáng, đủ đảm bảo cho anh em đi vào những cái cung đường tối thui đó, anh em không thấy đường thì anh em rất là yên tâm vì cái hệ thống đèn led này đã được cải tiến, và khi anh em đi trong cái đường tối thì nó sẽ thấy rõ hơn và anh em khỏi sợ là đèn không có đủ chiếu sáng nha anh em nha, rất là ok. Thì cái khung sườn của AB160 này á đã được cải tiến tỉ mỉ để cho nó chắc chắn hơn và nó bền bỉ hơn và giữ được cái ADN của những cái dòng xe AB trước, là anh em biết cái gì, gọn bền. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần tiện ích của xe. Và đối với tiện ích thì không thể nào mà không có cái chìa khóa smart key. Thì cái chìa khóa smart key đời mới này á thì nó khác với đời cũ, không phải cần nhấn, chỉ cần mình có chìa khóa, đúng không, mình chỉ dặn qua là xong. Nó được cải tiến hơn là cái chìa khóa smart key trước đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi những cái phần hiển thị nè. Khi mình mở chìa khóa lên thì nó sẽ có hiển thị nè, báo xăng nè, báo đồng hồ nè, rồi báo dòng tua nè, báo giờ luôn nè, giờ giấc đồ á, rất là tiện lợi. Và đặc biệt nha, một cái mà anh em nên đáng lưu ý đó là xe có thể kết nối với app cài đặt và quản lý xe của mình, nó một cách một tiện lợi hơn. Mà quan trọng nhất đó là cái phần cốp xe, cái đồ, cái phần mà anh em quan tâm nhất là nó chứa được bao nhiêu đồ. Đây, quay gần đây để cho anh em xem luôn. Rồi tên mở cốp ra nè, đó, điều đầu tiên là thấy cốp rất là rộng. Ví dụ mình là một người quay clip đúng không, mình chạy cần cái bao tay nè, bỏ bao tay vô, một cái gimbal để quay nè, bỏ vô, bỏ cái nón bảo hiểm, bỏ vô, trời ơi còn dư quá trời luôn. Này mình có thể bỏ đây để lấy tài liệu nè. Rồi mình bỏ tài liệu, ví dụ mình là dân văn phòng nè, mình bỏ tài liệu vô nè, đó, đi làm rồi nè, rồi đóng cốp lại, rất là rộng rãi luôn anh em. Rồi qua đây một cái chi tiết nhỏ này, qua đây một cái chi tiết nhỏ nữa nhưng mà rất là cần thiết cho anh em, đó là có sạc nè. Khi anh em đi xa mà điện thoại anh em hết pin đồ này, điện nó trời tối là nó có đèn sáng cho anh em lấy cốp mở đồ. Rồi anh em gắm sạc ở đây, sạc ở đây anh em để điện thoại sạc. Nếu mà đi xa mình không có pin có gì, hay là mình điện thoại hết pin, rất là tiện lợi. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái động cơ, cái phần mà trái tim của con xe mà anh em quan tâm nhất. Thì ở cái chiếc AB160 này, cái phần cải tiến nhất là cái phần động cơ, được cải tiến từ động cơ ESP 4 van từ 150 lên 160. Thì đi ở con xe này sẽ cảm giác mình sẽ an tâm hơn về cái độ vọt của nó và cái sự mà mạnh mẽ mà nó đem lại. Mình sẽ test cho anh em. Ví dụ mà mình đi trong đường phố, mình gửi xe hoặc là mình đi uống cà phê hoặc là mình đi mua cái gì đó, nó rất là tiện lợi, nó không cạ gầm anh em. Nè, rồi thấy không, mạnh mẽ. Xuống nè. cái điều đầu tiên thì xe rất là mạnh ha. Và ngồi trên xe mình có cái cảm giác rất là tự tin, ôm cua đồ nó rất là ngọt ngào. Do cái khối động cơ nó mạnh á cho nên đi đường xa nè, hoặc là anh em đi về quê, thì AB160 mang lại cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái và cực kỳ mạnh mẽ. Và đặc biệt khi mà vượt xe đồ rồi dễ nè, anh em mình hay gọi là nhích nhẹ là chạy, nhích nhẹ là chạy đó. Mạnh anh em, cực kỳ. Ở trên con xe này á, có luôn hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp xe giữ thăng bằng ổn định, nhất là trong những trường hợp thắng gấp. Rất là an tâm cho chúng ta khi di chuyển nội thành hoặc là anh em mê chinh phục các cung đường xa. Cameraman tự nhiên bữa nay anh thấy anh đẹp trai lên nè. Vì sao không? Tại vì anh đứng với lại con AB160 này nhìn nó ngầu quá và chất quá. Mà anh em nãy giờ xem clip này, anh em còn chần chờ gì nữa anh em, mà không ra hết gần nhất để sở hữu một em AB160 đầy lịch lãm, mạnh mẽ, vừa đi chơi vừa đi phượt, rồi vừa an toàn nè, cái ABS nè, rồi vừa tiện lợi nữa, cốp rộng nữa, đủ thứ. Anh em nên sở hữu một chiếc đi nha.